Customer Insight cần thiết để giúp bạn tạo nội dung có thể chuyển đổi. Các marketer lấy khách hàng làm trung tâm thường sử dụng tất cả các loại công cụ để hiểu rõ hơn về khách hàng của họ. Marketer with Love sẽ giới thiệu với bạn 7 công cụ marketing giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng. 1. YouTube Analytics. Để biết khán giả thực sự của bạn là ai, hãy nhấp vào tab nhân khẩu học. Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về vị trí và độ tuổi của những người xem video của bạn. Bảng phân tích này còn cho biết tỷ lệ giữ chân và thời gian xem trung bình của video. Google sử dụng tỷ lệ giữ chân người xem để đánh giá xem người xem có thấy nội dung của bạn thú vị hay không. Nếu tỷ lệ giữ chân của bạn cao, thứ hạng tìm kiếm của bạn cũng sẽ cao. Nếu tỷ lệ giữ chân người xem trung bình thấp, dưới 25%, bạn nên cân nhắc giảm thời lượng video của mình. 2. Sử dụng Google Survey để theo dõi mức độ tương tác của người xem. Google Survey là một công cụ tuyệt vời khác để phát triển sự hiểu biết rõ ràng về khách hàng của bạn là ai bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát tùy chỉnh để nhắm mục tiêu đến các đối tượng cụ thể. Bạn có thể chỉ định dữ liệu nào bạn muốn thu thập từ độ tuổi, địa lý, giới tính, cấu trúc gia đình đến thu nhập để đảm bảo dữ liệu đó có liên quan đến nội dung và đối tượng của bạn. 3. Dùng thử Google Trends để có được thông tin chi tiết chuyên sâu về người tiêu dùng. Sử dụng Google Trends, bạn có thể xác nhận các giả định của mình về sở thích của khán giả khi bạn chưa tìm ra chủ đề gì. Ví dụ, bằng cách sử dụng Google Trends, nhóm marketing của bạn có thể tìm hiểu xu hướng làm đẹp nào hiện đang tăng và giảm. Các video hướng dẫn cách đánh phấn nền đang thịnh hành trong khi trang điểm mắt dự tiệc đã trở nên ít phổ biến hơn nhiều. 4. Google Analytics. Google Analytics là phần mềm phân tích phổ biến nhất, theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web của bạn cùng với hiệu suất của các trang web khác nhau. Một trong những tính năng tốt nhất của Google Analytics là kênh mục tiêu. Bạn cần thiết lập danh sách các URL mà khách hàng nhấp qua khi họ hoàn tất mua hàng. Tính năng này cho phép bạn tìm hiểu có bao nhiêu khách hàng đang trải qua quá trình mua hàng. Bạn cũng sẽ có thể tìm ra bao nhiêu người trong số họ từ bỏ việc mua hàng ở một giai đoạn nhất định. 5. Social Mention. Đây là một công cụ miễn phí cung cấp phân tích thời gian thực về mạng xã hội. Nó sắp xếp các đề cập trên mạng xã hội với thương hiệu của bạn thành một luồng duy nhất và bao gồm các thẻ bắt đầu bằng hashtag, các từ khóa hàng đầu và các trang web. Nó đưa ra phân tích chuyên sâu về dữ liệu và đo lường mức độ ảnh hưởng trong 4 loại: tình cảm, sức mạnh, niềm đam mê và phạm vi tiếp cận. 6. Facebook Audience Insight. Audience Insight khác với báo cáo thống kê nhân khẩu bởi các trường thông tin. Giới tính, độ tuổi, tình trạng mối quan hệ, lối sống và công việc. Công cụ này còn báo cáo số lượt thích, hoạt động mua hàng và việc sử dụng Facebook. Đọc hướng dẫn cách sử dụng Facebook Audience Insight ở link tại phần mô tả. 7. Cloud. Đây là một công cụ tuyệt vời để khám phá, xác định và phân loại những người có ảnh hưởng trong thị trường ngách của mình. Nó sử dụng sự tương tác của Twitter để đo lường ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.